Sẽ như thế nào nếu như mà bên chỗ quân của các anh chị biết rằng là sếp của mình, bản thân sếp của mình còn không nỗ lực thì làm thế nào để chúng ta có thể thúc đẩy được anh em? Và sẽ như thế nào nếu như mà con của bạn biết rằng là bố mẹ mình bỏ cuộc ngay từ khi bắt đầu. Mẹ của mình bỏ cuộc ngay từ lúc bắt đầu. Đó, chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta ít nhất chúng ta phải nỗ lực để chúng ta cố gắng. Mỗi một cái là sự là nỗ lực của các anh chị có thể thay đổi là vận mệnh của một công ty đó, có thể giúp đỡ cho một gia đình hạnh phúc hơn. Hiện nay là nhìn vào những cái kết quả như thế này thì cho thầy nói điều này. Các anh chị đến đây là để các anh chị học. Thứ nhất tôi nói các anh chị là các anh chị đến đây để các anh chị học thế và như thầy nói ít nhất các anh chị phải nỗ lực và tôi thấy là tôi qua quan sát bằng trực quan của tôi bằng trực giác của tôi là rất nhiều các anh chị đây chúng ta chưa nỗ lực chúng ta chưa có nỗ lực Đó. thế thì vậy thì tôi hỏi các anh chị sẽ như thế nào nếu như mà bên chỗ quân của các anh chị biết rằng là sếp của mình bản thân sếp của mình còn không nỗ lực thì làm thế nào để chúng ta có thể thúc đẩy được anh em và sẽ như thế nào nếu như mà con của bạn biết rằng là bố mẹ mình bỏ cuộc ngay từ khi bắt đầu mẹ của mình bỏ cuộc ngay từ lúc bắt đầu đó chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta ít nhất chúng ta phải nỗ lực để chúng ta cố gắng đó. chúng ta phải bán để chúng ta trải nghiệm cái việc bán sản phẩm mới nó như thế nào và chúng ta sẽ trải nghiệm đấy để chúng ta biết được là chúng ta phải là vận dụng nó như nào để chúng ta về chúng ta cũng lãnh đạo được đội nhóm mà chúng ta sẽ phải dạy để chúng ta là cho anh em là phải làm được những cái điều như chúng ta làm Đúng và chúng ta có thể tự hào rằng là tôi đã làm điều đó và cái thứ hai nữa là các bạn biết không là chúng ta là những người là Việt Nam mang cái tiếng là do thái của châu á nhưng thực ra thưa các anh chị là người do thái người ta rất giúp đỡ nhau người ta luôn luôn người ta sẵn sàng giúp đỡ người khác Đó, người ta tôi ở london 5 năm mà tôi là có cơ hội được đi qua cái chỗ khu người do thái ở và các bạn nên nhớ người do thái là nếu có cơ hội gì đấy để giúp đỡ dân tộc mình giúp đỡ người là cùng 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 dân tộc mình người ta sẵn sàng người ta phải giúp để cho người ta phát triển đấy. thì đấy chính là cái dân tộc tuyệt vời thế và tôi cũng muốn bản thân anh em chúng ta như tôi nói ngay từ đầu tôi cảm ơn các bạn nhưng mà ngay kể cả các bạn bán hay không bán thì điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của thầy tôi nhật đó. nhưng mà tôi chắc chắn là các bạn sẽ giúp được một là con người nào đấy có thể người người ta đến chương trình MBA của thầy tôi nhật các anh chị đã trải qua rồi họ có thể sẽ thay đổi cái Cách làm quản trị người ta Và họ sẽ có được những cái phương pháp Làm phát triển bền vững hơn Người ta sẽ có những cái cách thức Để làm cho nhân bản Cái doanh nghiệp người ta tốt hơn Và từ đấy rồi họ sẽ tạo ra Kiến tạo ra các cái công an việc làm Cho cái xã hội này, cho cái đất nước của chúng ta Tôi đi nước ngoài Tôi nói thật với các anh chị là tôi cảm thấy rất là Xấu hổ khi mà người ta hỏi đến Việt Nam Người ta chỉ biết là băng 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 băng, băng. Nhưng mà các bạn hãy để ý sang Đất nước Hàn Quốc để ý sang đất nước là uh, nhật bản để ý sang đất nước xung quanh chúng ta họ làm được những cái gì họ quá tuyệt vời thế thì thành ra là tôi nói các anh chị là mỗi một cái là sự là nỗ lực của các anh chị có thể thay đổi là vận mệnh của một công ty Đó. có thể giúp đỡ cho một gia đình hạnh phúc hơn và thầy bà le tôi nói các anh chị là gì thầy bà le là một thầy là vĩ đại Đó. Và nếu các anh chị mà mang đến những cái người cho thầy Bà có thể các anh chị sẽ cứu cả một gia đình và không những thế có cứu cả một doanh nghiệp. Mà chắc chắn các bạn là sẽ được người ta biết ơn. Và tôi tin chắc rằng là những người mà đến với những chương trình của thầy tôi Nhật với những chương trình của thầy Bà Le, các anh chị sẽ yên tâm tuyệt đối. Và tôi muốn là làm sao các anh chị hãy nghĩ về điều đó. Tôi cũng không ép các anh chị. Ở đây tôi chỉ nói các anh chị là đừng bao giờ chúng ta à, không cố gắng nỗ lực và chính những điều đấy sẽ giúp cho các anh chị sẽ có nhiều cái là phước lọc hơn và giúp đỡ người khác hãy chia tay ra giúp đỡ người khác à, chúng ta hãy luôn luôn giúp đỡ người khác ok và các bạn hãy suy nghĩ về điều đó và tôi mong làm sao là trong mỗi cái một ngày chúng ta qua đi là chúng ta cảm thấy chúng ta là một người có ý nghĩa à và ý nghĩa ở đây không chỉ là với chúng ta về việc là chúng ta sẽ trải nghiệm những cái cảm xúc để chúng ta ra những cái bài học như vậy và tôi nói rồi khi các bạn không trải nghiệm thì các bạn sẽ nhiều khi các bạn sẽ mất những cái bài học quý giá nhưng khi các bạn trải nghiệm các bạn sẽ thấy tuyệt vời bạn có thể livestream bạn bán bạn có thể làm sao là nhắn tin để bạn xem cách bán mới như thế nào Đúng không? rồi bạn có thể là gì alo để bán qua điện thoại xem sao tôi ở bên đài loan tôi còn bán hàng về việt nam tức là thầy bắt bán mình phải bán mình phải bán từ bên kia để về Việt Nam tôi sang Mỹ thầy cũng bắt bán mình lại bán về Việt Nam mà lúc đó rõ ràng là là lệch múi giờ nhưng mình phải tìm cái múi giờ để mình bán và mình phải chơi như vậy và mình phải lại phải ép quân của mình ở nhà để bán hộ cùng à, như thế thôi. tức là mình vừa bán thông qua đội nhóm của mình và đồng thời mình lại phải trực tiếp bán tức là tôi mặc dù là 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 đã đi học là tôi tôi học hết mình tôi làm cái gì tôi cũng thế học hết mình chơi hết mình làm hết mình và sau đó thì chúng ta là cảm thấy là viên mãn và không có ngoái lại là giá mà thế này giá mà thế kia đấy là cái lời mà tôi muốn để nhắc nhở các anh chị tôi biết các anh chị chúng ta ở đây đến đây là để học và các anh chị tôi cũng mong là sao các anh chị sẽ có những cái đột phá đột phá trong cuộc sống đột phá trong kinh doanh và đột phá cuộc đời